Chào quý vị và các bạn. Ngày hôm qua chúng ta cùng phân tích cặp tiền đạo EU với những diễn biến của FOMC. Ngày nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với dư âm của biên bản họp của FOMC của tại Mỹ với lệnh lãi suất giữ nguyên. Với sức ép của đồng USD tăng cao thì tỷ giá EU đã có sự sụt giảm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng dùng công cụ phân tích kỹ thuật để chúng ta sẽ tìm ra những cái điểm mua bán thích hợp cho phiên EU. Phiên Mỹ của tỷ giá EU ngày hôm nay. Đầu tiên thì quý vị có thể sử dụng một cái đường, đó là đường Fibonacci fan để chúng ta kẻ cái đỉnh, nối cái đáy để chúng ta tìm được vùng kháng cự và hỗ trợ tại cái vùng Fibonacci này. Quý vị có thể thấy rằng cái đỉnh của EU trước đó được tạo lập ngay quanh cái ngưỡng Fibonacci 61.8 ở trên biểu đồ Fibonacci fan. Thì sau khi đã chạm và test lại những cái ngưỡng vùng Fibonacci 50 thì chúng ta thấy rằng giá ngày hôm qua với sức ép của biên bản FOMC thì giá đã giảm trở lại, xuyên phá qua vùng 50, và hiện nay thì tỷ giá EU đang có xu hướng giảm về quanh cái ngưỡng của Fibonacci fan 38.2 ở trên biểu đồ, quý vị có thể quan sát. Vì vậy theo đánh giá của Cliff.com chúng tôi thì tỷ giá EU chắc chắn sẽ được quay đưa trở về cái ngưỡng fan 38.2 và test lại cái ngưỡng này. Sau khi test lại ngưỡng này thì rất có thể tỷ giá EU sẽ tiếp tục đà tăng cho đang điều chỉnh trở lại. Thì đây chính là một cơ hội để chúng ta mua lướt scalping chính tại cái vùng này mà chúng ta cần phải lưu ý. Thì quý vị có thể thấy ngay rằng chính tại cái ngưỡng Fibonacci fan 38.2 cũng chính là cái đường hỗ trợ cũ trước đó của ngưỡng cản trước đó của tại 1.091 của tỷ giá EU. Như vậy chính lực giao dịch cho phiên EU và phiên Mỹ của ngày hôm nay chúng ta sẽ chờ mua quanh cái ngưỡng 1.0912, chúng ta sẽ chờ những lệnh buy limit tại 1.0912. Quý vị sẽ cắt lỗ khi giá xuyên phá qua cái đáy thấp nhất của tỷ giá EU đã được tạo lập trước đó, đó là ta sẽ dừng lỗ ngay tại ngưỡng 1.0798. Đây là cái điểm mà chúng ta cần phải stop loss. Quý vị các bạn có thể chốt lời lại quanh cái ngưỡng Fibonacci fan 61.8 ở trên biểu đồ của chúng ta. Thì đây chính là một cái chiến lược mà chúng ta có thể hoàn toàn có thể áp dụng vào scalping. Quý vị là những quý vị muốn mua lướt sóng thì cũng hoàn toàn có thể được. Hoặc quý vị muốn mua dài hạn hơn, chúng ta hoàn toàn có thể mua chốt lời quanh lại kính ngưỡng của Fibonacci fan 61.8 trên biểu đồ chúng ta. Thì đây là cái chiến lược giao dịch cho phiên Âu và phiên Mỹ của tỷ giá EU ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn.